Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Đêm nay con ngồi đây bỗng nhớ cha. Kính thưa tất cả các cô chú bác, các anh chị, các bạn, các em thân mến, Quốc Võ đang ngồi đây để chờ coi cái clip của các anh em YouTuber quay tại cái cuộc mà đưa tiễn lần cuối cùng của anh Phong, cái người mà bị mắc xương cá đến nỗi phải tử vong đó. Thì hôm nay là cái ngày động quan để đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Thì phải nói rằng là cái tất cả mọi người đều hối hả, đặc biệt là những người trong gia đình thì rất là đau buồn. Và hồi chiều này Quốc Võ bỏ một cái clip nhưng mà Thường Quân đã quyên góp đó, thì được mọi người quan tâm, chia sẻ, ủng hộ và nói những cái lời động viên, khích lệ tinh thần rất là lớn. Thì Quốc Võ cũng xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Bây giờ ở dưới đó đang là hối hả các bạn, đang rất là bận rộn, mỗi người mỗi cái công việc, để kiểu có một cái mục đích chung là đem cái lòng thương yêu của mình gửi gắm đến cho anh Phong để cho anh ra đi được thanh thản. Thì sau cái lời chia sẻ này thì Quốc Võ cũng sẽ bỏ lên một vài cái cảnh cuộc đưa tiễn của anh Phong và lấy từ kênh YouTube của Vlog Trúc Ngân. Thì Quốc Võ cũng đã xin em rồi thì em cũng đồng ý là Quốc Võ có thể là bỏ một vài cái cảnh em đã quay á, trong clip của em đó lên để chia sẻ, kèm theo một cái bài hát mà Quốc Võ sáng tác dành cho cha. Thì Quốc Võ nghĩ rằng là trong cái lúc này thì cái bài hát này là một cái bài hát rất là nó hợp, rất là hợp lý. Bởi vì cha là một cái người phải nói rằng là không phải là cái người mang nặng để đau, tuy nhiên là cái người dìu dắt con cái trưởng thành, cái người mà phải nói là một trụ cột gia đình. Và tất cả những cái gì mà nặng nhọc, những cái gì khó khăn, gian khổ đều đặt trên vai của người cha. Những đứa con mà hiếu thảo á, thì lúc nào nó cũng rất thương cha của nó, bởi vì cha hy sinh cả cuộc đời của mình, dành trọn cuộc đời của mình cho con cái, không có quản những cái khó khăn gian khổ, những cái nhọc nhằn, gánh vác tất cả mọi thứ, đi làm bất cứ một cái công việc gì, chủ yếu chỉ để là kiếm tiền đem về cho vợ con, để cho là tụi nhỏ nó học hành, nó nên người hữu ích xã hội. Thì điều đó là cái điều mà cha mong muốn, chứ không có phải là mong sao nuôi con không lớn để con trả hiếu, nuôi nấng cha mẹ già, không phải vậy đâu. Ít có một cái trường hợp nào mà cha mẹ mà cầu mong con là nuôi cha mẹ về già lắm, mà lúc nào cũng mong muốn con mình trưởng thành nên người, và đặc biệt là một người có ích cho xã hội là tốt rồi. Vì vậy cho nên một cái sự mất mát người cha đó là một sự mất mát rất là lớn, không thể nào có thể là sánh được. Tiền buôn bạc tỷ cũng không thể nào mua lại cái cuộc sống của người cha. Cho nên khi mà một đứa trẻ mà mất cha rồi đó thì rất là đau buồn. Nên mình hiểu được cái tâm trạng, cái tâm tư, cái tình cảm, cái cảm xúc của mấy người con của anh Phong. Và đặc biệt là Quốc Võ đang quan tâm rất là nhiều đến cô con gái là con dâu của anh Tái. Bởi vì trong tất cả những câu chuyện vừa qua thì mọi người đều để ý đến cô gái này. Một đứa con dâu mà hiếu thảo như thế thì quả thật rất là hiếm có trên cuộc đời này. Những cái chuyện gì lăng tăng trong cái vấn đề về những mặt trái tiêu cực đó, có một số người đưa lên đó, thì mình tạm gác qua một bên, từ từ mình nói chuyện sau.
Nhưng mà hôm nay thì mình không có bàn với vấn đề đó, mình chỉ nói thẳng về vấn đề cái lòng thương con, cái lòng thương của đứa con đối với cha mình. Nó đánh động đến lương tâm của những người Việt Nam từ trong nước ra hải ngoại. Cho nên vì lễ đó mà rất là nhiều người quan tâm. Đó. Không chỉ là ở trong nước Việt Nam không đâu các bạn, mà còn ở khắp thế giới luôn á. Đặc biệt là tại Mỹ cũng quan tâm nhiều lắm, và đặc biệt những người bạn Quốc Võ đó cũng đã theo dõi cái câu chuyện này. Cho nên khi mà Quốc Võ mở lời thì mọi người cũng hoan hỷ là đóng góp, cũng vui lắm. Mà đến thời điểm này các bạn, những người còn điện thoại tới ủng hộ nữa. Mới đầu thì Quốc Võ cũng nói là đóng sổ rồi, tại vì gửi cho nó xong luôn rồi, nhưng mà bây giờ mọi người lại tiếp tục ủng hộ thì ok rồi, cứ gửi về đây rồi dồn dồn lại khá khá rồi lại gửi tiếp. Nó như vậy, mong rằng là trong tương lai thì gia đình của bé Nhung này sẽ có được căn nhà, chuộc lại được căn nhà đó, rồi cho nó ổn định cuộc sống để lo cho mẹ. Ừ. Rồi trả nợ nữa, nợ nần rồi chồng chất rất là nhiều. Đó, chiếc xe máy thì cũng cầm luôn rồi, 10 triệu. Thì khó khăn là chồng chất khó khăn. Tuy nhiên thì bây giờ là cũng trong cái rủi cũng có cái may. Cái rủi là mất cha mất nhà, nhưng mà bây giờ là được sự tình thương yêu lớn của cộng đồng. Thì mình sẽ nhìn vào mặt tích cực trong câu chuyện này. Đó. Người cha thì đã ra đi, không hẹn ngày trở về. Tuy nhiên thì cái đó là cái duyên trời định. Ông trời ổng định như thế, là cái người có cái số. Không thể nào mình cưỡng cầu được, không thể cãi lại được cái mệnh trời. Vì vậy cho nên là cứ cứ cầu nguyện cho ba của mình được được về với Phật. Bởi vì gia đình đạo Phật mà, nghe tụng kinh thì Quốc Võ biết. Cho nên đó cũng là một cái kiếp người, một cái kiếp vô thường, phải không ạ? Thì bây giờ mọi người còn sống á, bây giờ những đứa con mà còn còn tồn tại trên thế giới này đó, thì cứ tiếp tục giữ hiếu đạo với lại mẹ, bởi vì mất cha thì vẫn còn mẹ. Đó, thì tập trung cái sự hiếu đạo cho mẹ là cũng tốt rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ coi một vài cái cảnh cái cuộc đưa tiễn của anh Phong, và Quốc Võ xin phép lòng bài nhạc Nhớ Cha. Bài nhạc này do Quốc Võ sáng tác và trình bày nha. Mời quý vị cùng theo dõi ha. Cội mai già lại nghĩ đến cha, lệ buồn chợt tuôn rơi, bóng cha giờ đây khuất xa trời mây. Đời cha sống do bao ngày, dù gian nan vẫn đông đầy, lòng thương con nguyện luôn khắc sâu không đổi thay. Từng ngày dài trôi qua, mấy độ xuân về lại nhớ đến cha. Ngày mẹ hiền ra đi, mắt cha sầu bi giữa cơn biệt ly. Dù cuộc sống bao cơ hàn, tình thương con vẫn ngút ngàn. Mặc cho bao tháng năm nỗi trôi, chẳng thở than. Một sương hai nắng chớ che cho cuộc đời con, mặc cho da diết vẫn luôn sưởi ấm đời con. Một thời gian khó có cha, giờ trong ký ức thiết tha. Một ngày tuổi thơ bên cha trong niềm hạnh phúc,
ngoài kia cơn gió thoáng qua tái tê lòng con. Giờ đây thiếu vắng bóng cha chở che đời con, từng đêm thao thức nhớ cha, giờ con thơ mãi khắc ghi một hình bóng ấy xa xôi biết tìm nơi đâu. Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Đêm nay con ngồi đây bỗng nhớ cha già. Trôi qua mấy độ xuân về lại nhớ đến cha. Ngày mẹ hiền ra đi, mắt cha sầu bi giữa cơn biệt ly. Dù cuộc sống bao cơ hàn, tình thương con vẫn ngút ngàn. Mặc cho bao tháng năm nỗi trôi chẳng thở than. Một sương hai nắng chớ che cho cuộc đời con, mặc cho da rét vẫn luôn sưởi ấm đời con. Một thời gian khó có cha, giờ trong ký ức thiết tha. Một ngày tuổi thơ bên cha trong niềm hạnh phúc. Ngoài kia cơn gió thoáng qua tái tê lòng con, giờ đây thiếu vắng bóng cha chở che đời con. Từng đêm thao thức nhớ cha, giờ con thơ mãi khắc ghi một hình bóng ấy xa xôi biết tìm nơi đâu. Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Đêm nay con ngồi đây bỗng nhớ cha già. Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Đêm nay con ngồi đây bỗng nhớ cha. Vâng, và bài hát vừa rồi Quốc Võ xin dành tặng cái tình cảm của mình cho gia đình của bé Nhung là cô dâu Hiếu Thảo, cũng giống như tiễn đưa anh Phong lần cuối cùng. Và xin chúc cho tất cả mọi người, các cô chú, các bác, anh chị, các bạn một ngày thật là bình yên, hạnh phúc, thân tâm an lạc. I love you.